phim lớn lên nghe cho nó sướng. Ông ở trong phòng hả ông? Ông à. Hả? Ông à, ông làm cái gì vậy? Ông à, cái gì vậy? Tôi đuổi bà đi rồi. Nãy giờ tôi ở trên sân thượng, ông làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi! Trời, ông chồng bà già mà còn gân thiệt. Bé mặt sáng. Mặt sáng sáng với anh. Còn thiếu ứng xử nữa. Mấy đứa mặt sáng sáng á, thiếu ứng xử trả lời Trung Quốc không à. Hơn dù, giống trả bài á. 06, chiều cao 1m68, cân nặng 50kg, số đo 3 vòng, 83. Làm cái gì? Gì vậy ba? Rồi mới buổi trưa mà ăn nhậu về bậy hay vậy? Hả? Coi ba cái hình ảnh này nữa. Nhậu đâu ba, uống cho mát cái nhậu đâu ba. Ba cái gì? Con là coi lại con đi. Trời ơi, giáo viên kìa. Giáo viên gì đâu mà ăn nhậu về rồi có quần áo dắt vai vậy đó, rồi coi được không? Bỏ xuống. Trời đất ơi, thầy mà ăn nhậu dây nè, chịu nổi không? Mệt ghê. Còn mày nữa. Ôi ngày chỉ biết ăn mập thay lên. Con phải biết kiếm cái chuyện gì để con làm. Ví dụ như là rảnh quá, phụ ba đi tìm học những cái chỗ mà ta dạy chơi chứng khoán. Nhìn quá, nhìn lại đàn ông trong nhà này. Chỉ có mình tôi chỉnh chu hả trời. Ủa cái thư mục của ông này nay nó mất tiêu rồi trời. Không nhận thằng này ghê thiệt. Con nó lù đù vậy mà nó ghê gớm. Ý, có rồi. Trời đất ơi. Ủa, không chỉ hình không mà còn có phim nữa đó. Ngu gì có hình, có phim cho nó sướng. Ê, tắt tiếng đi, phim này đâu cần tiếng. Ba ơi ba. Chết chặt. Ủa nội. Ủa sao giờ này nội còn thức vậy? Nội đang coi chứng khoán mà nó trục trặc chút cho cái điện này để nội sửa chút. Ủa chưa ngủ hả con? Chưa, nội có thấy ba con không? Ba con hả? Không, ba con là phải hỏi má con chứ làm sao nổi. Con kiếm bao nha, nội làm việc tiếp nha nội. Trời ơi, chút xíu là chết. Ông à, ông gì? Ông sao vậy? Mấy bữa nay thấy ông kỳ kỳ nha. Rồi có sao? Chắc tại trời nóng quá, nóng. Nóng gì? Hổm gà ngủ lạnh gần chết. Ba bị gì á? Ba, hay ba bệnh? Con khám cho ba nha. Đâu có bệnh gì đâu, đâu có ngáo đâu. Tôi thấy bình thường mà có gì đâu. Đúng rồi ông ơi, mình lớn tuổi rồi. Lúc này trái gió trở trời đó, có chuyện gì qua khám cho. Không có gì đâu, ba bình thường, Mấy đêm còn thấy bà đi khum lưng không á. Thôi bà. Đàn ông có chuyện nước quỳnh thôi. Không, như vậy là bệnh rồi đó ba. Ba ơi. Sao ai cũng ăn, ông ăn cái gì vậy? Nè. Hả? Mấy bữa rồi tôi thấy cái thái độ ông kỳ cục lắm nghe. Ông lén la lén lút. Ông giấu tôi gì phải không? Gì mà tưởng tượng cái giấu. Chiều nay hình như là ba mẹ đi đám cưới con gái của mình không ta? Ừ. Ủa? Hỏi sao? Tôi đâu có nghe ai nói đâu. Tôi nói ông từ tuần trước rồi chắc ông quên á. Tôi hẹn mấy bà bạn tập trung ở nhà mình nè. Đi taxi luôn một thể. Hoàng Anh chiều nay con đi không? Dạ không, con đi công chuyện rồi. Mẹ đi mình nha mẹ. Con Mẫn? Con với ba bận rồi. Mình sao? Dạ, con cũng bận rồi nội. Con có hẹn. Rồi còn con tâm sự là chim biển với thằng Mẫn à. Con tối con mới về lận nha ba. Dạ, mấy giờ? Khuya. Dạ. Rồi ông sao? Ba có sao không ba? Ba chưa ăn mà sao ba mắc nghẹn vậy? Không về ho quá. Sao nó sao nó mệt đó. Ba ơi, đi khám nha, con khám cho ba. Ông ba biết rồi. Nói với ông bao nhiêu lần rồi. Mẹ cũng nói với ba con lớn tuổi rồi, có chuyện gì thì đi khám đi, chứ để bà nặng nữa là nguy hiểm nữa. Không chịu nghe. Thôi nếu bệnh thì thôi chiều lại nhà đi. Dạ, ăn liền. Ủa sao khỏe lại vậy? Không ai mệt quá đó. Tôi chịu cũng mệt lắm. Alo bà. À, bà đi đám cưới chưa? Tụi tôi đang chuẩn bị chờ taxi đi đó. Về sớm nha. Tôi có để đồ ăn dưới bếp đó nghe. Ông về cái miếng mà nguội ông hâm lại ông ăn nha. Cảm ơn. Đi. Thôi, để 5 phút nữa về cho nó chắc ăn. Bà ơi. Bà có đó không vậy? Chắc đi rồi. Thế giới này là của mình. Ô Liêm lớn lên nghe cho nó sướng. Ông ở trong phòng hả ông? Ông à. Hả? Ông à. Ông làm cái gì vậy? Ông. Cái gì vậy? Sao tưởng bà đi rồi? Nãy giờ tôi ở trên sân thượng, ông làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi! Trời, ông chồng bà già mà còn gân thiệt. Thông cảm đi, ông già nhưng ông cũng đàn ông mà. Thông cảm gì mà thông cảm? Ông già này đúng là bất đến mà. Bà ơi, ba. Con Hạnh nè, ba dậy ăn sáng đi, mua đồ ăn sáng cho ba đó, sủi cảo ăn cho có sức. Rồi về nhà ngủ đi, ở đây ngủ đâu có tivi đâu mà. Dậy lên. Trời ơi, ai cũng hiểu ba mà ba. Hiểu gì mà hiểu? Hiểu ba nhìn vậy chứ không phải vậy. Đàn ông mà ba, ai cũng có lúc nắng, lúc mưa, lúc này lúc nọ. Thôi ba, về đi ba. Con để đồ ăn ở đây. Ba về đi, mọi người thông cảm cho ba hết. Miễn là sau này ba đừng la dụ con với Phúc nhậu nhẹt rồi ăn uống nhiều là được rồi. Vậy nha ba. Con muốn coi đĩa gì đó kêu con gửi đĩa cho ba coi nha. Nói gì? Gửi đĩa phim hoạt hình, ba coi ba đỡ nhớ cháu. Số ba con đi. Bắt léo đĩa, 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 đĩa,